Đức Tiến lúc sinh thời từng sợ con gái đóng vai khổ sẽ vận vào đời. 10 năm mới có con nay âm dương cách biệt. Cha già rồi đúng không? Mắt ghét tay chân thì run. Cha già rồi đúng. Phương cũng try tự nhiên á, nhưng mà hơi khó. Sau đó thì tụi mình cũng không còn trẻ nữa, cũng lớn tuổi rồi. Cuối cùng quyết định là đi về Việt Nam. Đi về Việt Nam để quyết định còn làm IVF. Không có cái gì đơn giản con đến được với mình. Hàng loạt nghệ sĩ xót xa chia buồn, nghẹn ngào khi nhận tin buồn đồng nghiệp ở phương xa. Chiều ngày 19 tháng 5, nghệ sĩ hải ngoại Đức Tiến đã đột ngột ra đi với đầy sự tiếc thương khi đang đi show ở Atlanta, bang Georgia. Không ít nghệ sĩ lẫn người hâm mộ bàng hoàng khi nhận được tin dữ của Đức Tiến từ phương xa. Theo đó, tin buồn của Đức Tiến được xác nhận bởi vợ anh là Hoa hậu Bình Phương. Hiện tại, vợ con anh ở bang California nên chưa kịp sang với chồng. Cách đây không lâu, Đức Tiến kể chuyện con gái Madison 4 tuổi tham gia đóng phim. MC cho bé gái do con gái ruột thủ vai sống trong gia đình không hạnh phúc, chứng kiến bố mẹ rạn nứt và mâu thuẫn. Dù chỉ lên hình một lần, tên bé được nhắc đi nhắc lại trong các cuộc tranh luận, cãi vã của người lớn. Không ít lần, cố nghệ sĩ cũng băn khoăn vì sợ con gái đóng vai khổ sẽ vận vào đời. Sau cùng, anh và vợ quyết định cho con thử sức vì cơ hội không đến nhiều lần và phim chỉ là phim. Được biết, cố nghệ sĩ đã trải qua nhiều khó khăn trong hành trình tìm con suốt cả một thập kỷ để đón con gái đầu lòng. Nay con gái còn thơ đã không còn người cha thương quý, không điều gì xót xa bằng sự chia ly giữa đấng sinh thành và con cái. Khi nhớ lại những câu chuyện này, không ít người phải nghẹn ngào xúc động khi người cha nay đã âm dương cách biệt với con gái nhỏ. Hiện tại, hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng cũng chia sẻ trên trang cá nhân về sự ra đi của anh. Nghệ sĩ hải ngoại Thúy Nga cũng dành lời chia buồn đến sự ra đi bất ngờ của người em. Nữ danh hài bày tỏ sự xót thương. Cách đây vài ngày Đức Tiến từ Việt Nam về lại Mỹ liền gọi điện thoại cho Thúy Nga nói: "Tôi rảnh rồi bà quay chương trình phỏng vấn cho tôi đi. Tại mấy lần trước mời thì anh nói đang bận ở nơi này nơi kia, nay lại vội vã muốn quay chương trình." Vừa quay xong chương trình thì vài ngày sau hay tin Đức Tiến ra đi. Đạo diễn Lý Hải cách đó vài ngày vẫn còn liên lạc nay cũng bất ngờ với tin buồn ở xa, quá bàng hoàng khi hay tin diễn viên, người mẫu, MC Đức Tiến vừa qua đời một đồng nghiệp lâu năm, dễ thương của hai vợ chồng. Thật không thể tin nổi vì mới 3 ngày trước mới nói chuyện với Tiến còn hẹn hò gặp nhau. Đức Tiến sinh năm 1980, xuất thân là một người mẫu, sau chuyển sang diễn xuất, nam tài tử từng được biết đến qua nhiều bộ phim như Vòng xoáy tình yêu, Mộng phù du, Vũ công Sài Gòn, Xin lỗi tình yêu, Tôi là ngôi sao, Giúp sương mù. Nam cố nghệ sĩ sang Mỹ sinh sống từ 2013 đến nay, ít hoạt động nghệ thuật và chủ yếu làm MC cho nhiều chương trình, sự kiện của người Việt ở hải ngoại. Được biết, nam diễn viên đã mắc bệnh tim từ lâu. Hồi tháng 4, tái xuất sau 12 năm vắng bóng màn ảnh rộng, nghệ sĩ chia sẻ mình không còn ham muốn nổi tiếng hay kiếm tiền, chỉ muốn chọn đời bình lặng để có thời gian bên vợ con. Hiện tại, người hâm mộ Việt dành nhiều sự chia buồn và tiếc thương đến với gia đình Đức Tiến. Nhiều người tiếc nuối khi một gương mặt tài năng trong giới hoạt động nghệ thuật đã lìa xa cõi đời về với đất mẹ. Thêm vào đó, khán giả cũng dành sự biết ơn sâu sắc đối với Đức Tiến khi anh đã cống hiến một hành trình dài cuộc đời vào nghệ thuật. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!